Thường tự thọ trì tám giới cũng khuyên người thường thọ trì tám giới. Thường tự thọ trì giới xuất gia cũng khuyên người thường thọ trì giới xuất gia. Thường tự tu bốn tịnh lự cũng khuyên người thường tu bốn tịnh lự. Thường tự tu bốn vô lượng cũng khuyên người thường tu bốn vô lượng. Thường tự tu bốn định vô sắc cũng khuyên người thường tu bốn định vô sắc. Thường tự tu bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng khuyên người thường tu bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Thường tự tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện cũng khuyên người thường tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Thường tự tu bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lực, bát nhã, phương tiện thiện xảo, diệu nguyện, lực trí, ba la mật đa cũng khuyên người thường tu bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lực, bát nhã, phương tiện thiện xảo, diệu nguyện, lực trí, ba la mật đa. Thường tự an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Cũng khuyên người thường an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. Thường tự an trụ chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Cũng khuyên người thường an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Thường tự an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo. Cũng khuyên người thường an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo. Thường tự tu tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ. Cũng khuyên người thường tu 8 giải thoát, 8 thắng xứ, 9 định thứ đại, 10 biến xứ. Thường tự tu tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Cũng khuyên người thường tu tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Thường tự tu các địa Bồ Tát. Cũng khuyên người thường tu các địa Bồ Tát. Thường tự tu năm loại mắt, 6 phép thần thông. Cũng khuyên người thường tu năm loại mắt, 6 phép thần thông. Thường tự học 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng. Cũng khuyên người thường học 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng. Thường tự học Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả. Cũng khuyên người thường học Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả. Thường tự học 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp phụ thuộc. Cũng khuyên người thường học 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp phụ thuộc.